còn làm một giới là làm được thần á, làm lãnh đạo giỏi làm thần, còn làm được năm giới có thể làm được thánh, còn làm được 12 giới làm Phật luôn. Coi lại đi, 12 giới vừa liền thần. Thời đại văn minh sau này đâu có cần chi 350 giới, mấy thầy thời nay chỉ phát một giới thôi, cái giới tài danh sắc thực thì cái chữ tài đầu tiên thôi là ông nào cũng dắt hết trơn, thì 350 giới làm gì nữa, một cái là nó ngã hết như domino rồi. Chính chữ tài còn danh nữa không? Có ông này ông có cái chùa, xong cái ông mọc cái chùa, mọc chùa cái hỏi sao thầy lại nhiều chùa vậy, trời ơi con có thấy không con, cái thằng phở phở quà đó nó mở một tiệm phở, để mở thêm bún bùa bún bồ quế quà, rồi nó mở thêm canh riêu hoài đó. Ông có nghĩ là như là business vậy đó, mở nhiều chùa vậy đó. Sao nữa còn gì hỏi, hỏi tiếp nữa đi, ông này hỏi hay á. Bây giờ chắc trở lại thực tế với lại tu thiền tâm. Trong cái kinh mà sám hối có 8-9 vị Phật, thì trong đó có những Phật Thích Ca, Đồng Quang Thế Âm hay là những cái thì cái đó thì biết, nhưng mà còn đại đa số thì gần như là chắc là trước khi con biết đến sư phụ thì gần như là không nghe thấy. Thì có thể sư phụ nói về 8-9 vị Phật, ngoài những cái vị mà mình đã biết rồi, cái đó là thuộc về kinh điển. Sư phụ chưa từng có phước mặc áo vàng, cũng chưa từng được ngồi trong chùa tu, nhưng mà hồi xưa có lại là nói đủ loại vị Phật hết. Tôi chỉ biết là Phật Di Lặc là vị thứ 7, thứ 8. Mình đã có 7 vị Phật đã từng qua quả địa cầu này, thì cái vị Phật kế tiếp là người thứ 8, rồi sẽ có 1000 vị Phật sẽ vô quả địa cầu này. Đó là nó tóm tắt. Còn giải thích về mấy cái Phật này á, thì tự lập kinh, tự gì cho hộ không, chưa có rằng mấy cái này nói sai trên này á, mấy thầy bắt bẻ rồi lúc đó nó sẽ đụng chạm lẫn nhau giữa thiên tâm với đạo. Đó. Tại mấy ông có nghề á, nghề đọc kinh hay là nghề giữa neo cũng là nghề. Ông có ngày có cuốn kinh ông đọc thì ông giỏi hơn. Còn mình á là có tỷ chuyện. Còn muốn thì để cho mình về nghiên cứu thì 3 tiếng trả lời được. Còn ngay lúc này thì mình chỉ biết là tổng quát là vậy. Cái gì đó mà đụng tới kinh mấy thầy dễ bắt bẻ lắm. Còn nói chiều này mấy ông canh nửa chữ không, xỉa cho thiên tâm mình mệt lắm. Dạ sư phụ, có một lần sư phụ kể chuyện về Việt Nam, mà khi mà gặp đàn dịch sư phụ đọc Phước Bản Sanh thì dịch đó đổ lăn ra và coi như là cũng có chết và có thể được bản sanh. Nếu mà những con thiên tâm đọc chú bản sanh thì có cần phải có đến một cái căn cơ nào đó để có cái hiện tiền đó hay không? Một người tỷ phú giàu thì mới có tiền mới trả nợ dùm cho người này người kia. Một người có rất là nhiều công đức thì mới có làm được những việc đó. Còn những người bình thường, những vị thầy ở đời này tu cả đời, lúc mấy thân nhà đã tu chỉ được có 2-3 dòng hào quang là những chuyện này đã đắc quả từ 1000+ năm trước, nên có 7 dòng hào quang thì cái lực của chuyện nó cao. Khi cái lực cao thì cõi vô hình này thì rất là bình thường như vậy, là một thằng kiệt. Nhưng mà cõi hữu hình là rất là bình thường. Còn cõi vô hình á thì có chiếc sắc, thì có ấn chứng, và hiện tại thì cũng có thể ra lệnh làm này làm kia, hoặc là nhờ những vị chứng minh thiên tướng được. Nhưng thì không có thể nhờ một người bình thường, tại vì người bình thường thì mình đâu có nhờ được. Nhưng mà thì có những cái khẩu quyết hay những chân hay những cái mà kim bài hay ngọc ấn của cha cho thì đóng vào một cái
nó cũng y như vô hình, nhưng mà nó chỉ có hữu hiệu bên thế giới vô hình thôi. Thì những con vịt này á, là thời đó là vì thấy tội nghiệp thì sinh cho nó, nhưng mà nó không phải là dẫn sanh. Tại vì mấy vị nói á, là mấy con mấy nó có phước, nó gặp kịp, nó lội vòng vòng đây nè, nó ăn ngay cái bờ heo. Thì đúng ra nó phải đầu thai làm vịt tới 9 kiếp lần, tức là người ta cắt cổ nó làm tiết canh 9 lần thì nó mới tiến thân lên thành 10 trở lại. Nhưng mà hơn đó nó hơn thì kiệt độc, Nam Mô A Di Đà mà dạy ra thai bây giờ độc như vậy á, rồi gây kiệt thất thêm, chứ không phải độc là được nha. Và đồng thời mình lấy cái gọi là gì ta, mình lấy cái sắc, kiếp sắc của mình mình xin cho nó. Phải nói thêm nữa, thái tử dẫn sanh cho mấy đứa nhẹ thôi bỏ kiếp dịch đi, trời ơi đi ăn cơm tép thì sắc xanh đồ này nọ, thì mình phải nói thêm. Còn bây giờ mấy đệ tử mà có tu giỏi hay mấy thầy có tu giỏi cứ đọc 1 tỷ cái chữ Nam Mô với lời dạ mà không có lực mà cứ nói thì ai đồng nghe, hiểu không? Khi việc nói ra khẩu á thì những là nó là hiệu lực ý mình right now. Bởi vì á có nhiều người không hiểu tại sao việc cười nhiều hơn là quậu, mà việc giận người nào á thằng người sớm muộn á cũng bị mấy vị gõ đầu nhức đầu để cho họ tỉnh. Cái emotional của Kiệt ảnh hưởng người đời luôn á, có đó hiện giờ luôn nè. Thì đó là 500 con vịt và một cả triệu triệu bao hải sản mà Phú Quốc cũng vậy, thì mình cũng đi như cái dạng đó, mình xin cho nó, đó là thật. Để ông nói chuyện đi, hỏi con này từ từ hỏi tiếp đây, mấy con này hỏi ta. Sư phụ cho phép thì tụi con sẽ tiếp tục. Dạ, ông đang có cái list, ông bố đóng nhé, mấy ai qua đây ở tiểu bang nào qua, ở Sia Tò không? Dạ không, con ở bên phố Đình Oi Gình. Ở đây gần, ok rồi, hỏi cho hết vé máy bay. Alo, alo. Hỏi, tiếp tục. Dạ. Để nói tới cái vấn đề mà kinh chú Lăng Nghiêm thì có lần thì sư phụ nói là mình phải thường mình phải ăn chay cái ngày đó, hoặc là có thể là để mà mình mới có cái điều kiện không được nghiêm tập cái chú là nghiêm. Thì thật sự là ví dụ như hôm nay con ăn mặn nhưng ngày mai con ăn chay thì bây giờ con đang làm như vậy, 4 ngày chay thì cũng phụng chú là nghiêm, những ngày khác thì cũng chú sám hối tập sám hối. Như vậy đó thì trong cái 4 ngày đó thực sự là con có thực sự là đã chay tịnh, là khi mà không ăn thịt ăn cá rồi nó chay bao nhiêu, như vậy là cái hiệu nghiệm đó thực sự là nó có hiệu nghiệm nhưng mà cũng như vậy theo sư phụ, hay là thực sự ra nó cũng không có hiệu nghiệm cho đến khi mình chịu chay. Để mình giải thích tiếng Việt cái phong tục của Việt Nam mình, mấy thầy tu quá dở cho nên cứ lấy chai chai mặn mặn để mà khuyên người là cũng là chuyện tốt. Đức thầy cũng khuyên mình ăn chay cũng là tốt, nhưng mình nhìn lại những gì A-la-hán đắc quả ở Tây Tạng, biết bao nhiêu Bồ Tát ở Tây Tạng, họ còn giết con có một cái ông đó, tại vì trên núi đỉnh núi Như Mã Lạp Sơn đâu có cái gì đâu mạng, chỉ có con châu giác. Thì mấy vị Bồ Tát mà tu trở á, hy châu bây giờ mày hy sinh đi cho tao ăn đi rồi tao thành Bồ Tát rồi tao xuống tao cứu mày. Thì mấy vị giết một con châu cũng y như mình ăn một con ếch, cũng là một cái mạng. Mục đích đó là không có mình không có bị mất cái tâm từ bi, cái tâm của mình giống như hạt ngọc kim cương, mình không có bị trì xước. Nhưng mà mình người Việt thì mình cũng nên ăn chay đi, tại cái phong tục mình gọi là tu không hình thức hay là trá hình cũng được, nhưng mà thật sự tu là cái tâm. Thì vừa mới kể gì Bồ Tát còn giết châu ăn mà trên Ni Mã Lạp Sơn, rồi nếu nói như vậy người ta không đắc quả. Còn mấy thầy Việt Nam bây giờ mấy ông ăn chay cả đời, ban đêm mấy ông ăn mặn tới biết không, mặn tới cái gì luôn nữa. Thứ nhất, thứ hai, ở bên Miến Điện đang làm sao,
ở bển nó có những gì cũng đang, nhưng mà đang nói là tam tự nhục nha, có những vị Phật sống mà thuộc lòng tam đại tạng kinh. Anh biết tam đại tạng kinh là bao nhiêu chữ, bao nhiêu cuốn không, bằng cái nhà đó vậy đó, mà có những người họ thuộc lòng á, tới lúc nào họ đọc gọi là cuốn kinh tam đại tạng kinh sống á, bên Miến Điện họ đều đắc a la hán. Bên Thái Lan cũng vậy á. Cho nên cái đạo Thiên Tâm chúng ta bề trên mới nói là người nào ăn chay được con mới ăn chay tam tự nhục trong lúc tuổi còn trẻ đi làm. Bây giờ mình kêu người cần chốt sanh, mình kêu một người đi ra đời để làm ăn, rồi gặp cả những người ở miếu sức khỏe, miễn mình vì cái tâm từ bi đừng có bị đi ăn con lội con sống thì là mình vẫn ok. 12 giới luật nó có rất rõ. Các chuyện này hôm nay chỉ ăn chay có 4 ngày, tại vì cũng phải là làm này kia, nhưng mà sau này hồi xưa kia cây trường, nhưng mà hôm nay tầm sau này thì thích sau này, nhưng mà thích ăn chay hơn. Tại vì đầu tiên mình phải làm cho gia đình mình hạnh phúc. Giờ tự nhiên nhà có 4 người, một người ăn chay, hai người kia không mặc, anh coi sao, còn anh đó, nó nghĩ anh sao. Mình làm cái gì nó cũng phải tính cái gì cái lớn thì cái gì cái nhỏ. Rồi anh ăn thì cũng tốt, nhưng mà bảo đảm 3 tháng vợ anh nó sẽ nghĩ làm sao. Có cái vấn đề đó thì nếu mà anh thuyết phục được bản anh trai thì nên ăn chay, còn nếu không thì theo ngày thì bả cũng theo ngày. Cái gì nó cũng phải giống giống nhau. Cái quan trọng nhất chúng ta pháp thế gian không người xúc thế gian. Khi chúng ta về trời mà gia đình chúng ta mà không bảo vệ được, rồi cứ lo tu tu mà bỏ con vợ đi ngoại tình ở lúc đó nổi điên, hoặc là người vợ cũng gì tối ngày lo đọc kinh, không lo mua Victory Secret về để mà cho chồng nó ngắm nó ra đường, nó ngắm mấy con khác, lúc đó cũng bị điên. Cho nên phải cái gì mình cũng phải chung chung. Mình tu mình để mình lấy được 3 món cuối cùng, mà cái process, cái công thức gọi là cái philosophy của Phật đó, là bi, trí và dũng. Bi là mình không có sát sanh, trí là mình phải ra đời mình làm siêng năng cần cù kiếm tiền về để mà đùm bọc cho gia đình con cái. Dũng là mình có dũng cảm, mình biết hy sinh và mình biết lo cho mọi người, và mình phải biết quyết định dứt khoát. Chứ còn thời nay mà cứ ăn chay 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 bi không à, không có chiếc, không có dũng, thành ra một đống cà gù cà gà. Mấy ông thầy đi từ tiểu bang này San Jose qua Houston là kêu Phật tử, mỗi Phật tử phải kêu 100 người đến dự pháp hội của bà. Bà nào mà kêu không được là thấy không sực. Cái đó gọi là từ thiện, gọi là tạo công đức à? Không phải. Đạo Thiên Tâm chúng ta là tất cả đều là tự nhiên. Ai đến cái kịp thì rất là vui, biết được cha được mẹ thì vui. Còn hôm nào mà về nhà mà gặp gia đình trở ngại, nhắm bóng thời gian thì cũng vui. Và đồng thời nếu mà tâm chưa có vững yếu yếu, bị người này người kia nói rồi tin người ta thì cũng chấn vui. Là gì? Lúc nào cái cửa Thiên Long Sơn cũng mở rộng vòng tay, cổng trời cha cũng nhẫn đón. Nhưng mà đón hôm nay hay là đón 3 kiếp sau hay 10 kiếp sau, đó là do mỗi người có cái ý thức và có cái quyết định. Một người mà hành động một cái mà thiếu suy nghĩ có thể bị ở tù trung thân. Một người mà tìm một vị thầy mà không phải là chánh sư có thể đi xuống địa ngục chung với ẩm. Còn đối với kịp lúc nào thì cũng mong mọi người đi về trời với kịp, tại vì kiếp này kiếp cuối cùng. Kinh Địa Mẫu có nói khi cái thế giới này còn sự bất công thì sẽ không về trời. Thì đó là Phật tập con không thành Phật, xuống ở đây thành thánh làm Bồ Tát là để làm vị thầy cha. Nhưng mà kiếp này là hết bất công,
mất công là vì do ma quỷ Satan nó đưa cái thể chế vô thần xuống để mà nó làm biến huệ, nó làm hư cái con người, nó làm hư đi những cái thần hồn hiền từ con của Thượng Đế, trở thành những cái thần hồn tham lam và ích kỷ, để mà không có được gì trời với cha, để mà nó ngăn các tình cha con, tình cõi trần kẻ nhiễm mùi ngon lây quanh lục đạo mẹ mòn mỏi trong. Thì đó là ma quỷ. Nhưng khi cái thời này là mọi lâu qua, Đức Thầy xuất hiện sẽ không còn cái thể chế ma quỷ nữa. Tất cả chúng ta đều thống nhất một khối, đó là khối thiện, khối ác, sẽ đi mãi mãi vào lòng đại dương. Tiếp. Dạ con hết ý rồi, chắc để hỏi nữa đi. Động chánh những cái gì đó
là gọi là Thiên Lý Thành, họ không có tên tuổi, nhưng mà họ mượn ông Văn Công, mượn cái tên, rồi mượn này kia. Ê, ngày Văn Công tôi mượn tên của ông đi, tôi làm công đức, ông cũng được nổi danh thiên, ở tôi trị bệnh được đóng người. Rồi cái ông Thầy Thiên á, rồi tôi trị bệnh rồi ông cũng được thì mấy gì cho mượn tên, nhưng mà đừng có làm bậy. Nhưng mà thật sự không phải là ông Thầy Thiên, cũng không phải ông Văn Công nữa, nhất là Phật Mẫu hay Ngọc Hoàng, người ta giả rất là nhiều. Cha mẹ nói với chuyện người ta mượn danh không à, cha mẹ không bao giờ nhập đồng nhập xác ai nhất việc, nên nhớ một điều. Nhưng những Thiên Lý Thần đó muốn lập công đức với cha, để mà cái hội Long Hoa nó ngoài cái nước Việt, nó ngoài miền Tây ra dự hội, nó còn thế giới. Cái quan trọng nữa là ở thế giới vô hình nữa kìa. Những cái người thế giới vô hình, những chư thiên, những vị thần, những vị Bồ Tát không có thân người, đến ngoài ngày lập hội Long Hoa là họ cũng đến dự hết, chứ không phải là chỉ cõi hữu hình mình đâu nha. Thì những cái Thiên Lý Thần đó họ cũng đến để mà họ, để họ được dự. Tại vì cái thần hồn mà được dở về trời, được cha phong mới là quan trọng á, gọi là phong thần hai mà. Thì mấy cái núi này nó có lòng mạch của nó có linh thiêng của nó riêng hết, chứ không phải phi không mà nó có như vậy. Chị thì không có rành mấy cái này, tại vì chỉ biết được là kinh sách viết làm sao thì chỉ biết được cái này. Thiên Long Sơn này mới là lòng mạch long lân quy phụng. Thì mấy ông rộng xuất hiện trên đỉnh núi, và đồng thời trên cao đi của Mỹ nó cũng biết, nó cũng để là Dragon Mountain. Mà gần mấy chục năm nay người Tàu, người Đài Loan á đi tìm mua cái mảnh đất này, mua không có được. Nên ở đây ai là người realtor có hỏi người ta đi có không, ngày mà đi mua cái núi Thiên Long Sơn này á, vừa mua xong cái có ông hòa thượng người Đài Loan đi một chiếc xe với mấy đệ tử ổng, nói mày mua rồi hả, cho ba mua mà bán rồi đi, gấp đôi đi. Không bán. Thì cái núi này nó có long có, quy cũng có, hai con quy là trầu ở Điện Mẫu, là hai cục đá có hơn mắt, phụng hoàng cũng có. Núi này mới là thiệt nè, là tứ linh. Cho nên nó có sáu cái mặt nước ngầm, thấy cái chai nước mình uống không? Để nhắn hiệu đàng hoàng, tại vì có những nhà địa chất tới đây thử. Cái nước này, cái bình này á, nó khác hơn cái bình ở Costco. Costco nó không có chữ mineral. Này nó bán thêm đồng nữa trong thị trường là 3-4 đô này, mà trong khi mỗi ngày nó chảy ra ống cống á mấy chục ngàn ra lòng á, bỏ. Cho nên ở đây ai muốn lên lấy nước uống free thì uống. Thì đây mấy đệ tử đây nước này rửa mặt cũng hết nám nữa, hết mụn. Thì đây xài nước này không, ở ngoài núi tự động nó phúng phúng ra ngoài. Thì cái đất linh thiêng nó có cái đó. Bên Việt Nam núi Bà Đen hay là năm non bảy núi cũng đều là linh thiêng. Cái này hỏi mấy người cao siêu hơn, học thế gian á, học hoài học quá hết, học vừa đủ xài thôi mà nói cũng 5 năm nữa.